Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự. Yêu cầu lạnh lùng của mẹ chồng khiến chồng tôi mất. 7 năm sau, tôi vẫn còn lo sợ, chưa dám nghĩ đến chuyện tái hôn. Cái chết của anh khiến cả tôi và mẹ chồng đều đau đớn. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tròn 7 năm sau ngày chồng tôi mất đột ngột vì tai nạn. Sau ngày anh mất, tôi vẫn sống một mình thui thủi, không con cái cùng với người mẹ chồng già. Tôi thương bà, nhưng nhiều lúc thật sự không giấu được nỗi cô đơn, tủi thân khi vò vỏ một mình. Tôi với chồng quen nhau khi hai đứa cùng đi thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa hồi năm lớp 10. Khi ấy, hai đứa ngồi cùng bàn và nhanh chóng làm quen với nhau. Dù sau cuộc thi ấy, cả hai đều không đạt thành tích gì, nhưng dù ở hai trường và hai tỉnh khác nhau, nhưng hai đứa vẫn hay viết thư cho nhau lắm. Qua những lá thư mà chồng tôi viết tâm sự ngày đó, tôi được biết bố anh mất từ sớm, anh chỉ có một mình mẹ. Do nhà một mẹ một con nên bà khá chiều chuộng con trai. May mắn là anh có chí tiến thủ, chăm chỉ học hành để nên người. Khi hai đứa học xong đại học và tìm được việc làm, thì anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Khỏi phải nói bà quý mến tôi lắm. Hai đứa vừa có công việc ổn định một chút là bà đã giục hai đứa làm đám cưới vì nhà cũng neo người. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đều làm văn phòng, còn mẹ chồng ở nhà bán rau và dưa cà muối. Được cái cửa hàng của bà rất đắt khách nên bà rất bận rộn và thu nhập mỗi tháng cũng rất khá. Vì thế bà thường bảo con dâu, cửa hàng này trước sau gì cũng là của vợ chồng con tiếp quản. Hay con nghỉ việc về phụ mẹ bán dưa cà, đi làm như con lương lậu cũng chẳng khá bằng. Nghe theo lời của mẹ chồng, tôi nghỉ việc ở nhà phụ bà bán hàng. Hằng ngày hai mẹ con dậy từ 5 giờ sáng, đi lấy rau dưa về làm và sau đó muối dưa. Sau đó tôi lại phụ bà bán hàng rồi cơm nước hằng ngày. Được cái cuộc sống của gia đình lúc nào cũng thoải mái chi tiêu. Rồi cũng đến ngày tôi mang thai nhưng chưa kịp vui mừng thì con bị lu không giữ được. Vì thế vợ chồng tôi định kế hoạch vài tháng bồi bổ sức khỏe, khi nào sức khỏe ổn định sẽ bầu tiếp lần hai. Nhưng chưa kịp có em bé thì chồng tôi lại bị tai nạn giao thông đột ngột rồi mất đi. Cái chết của anh khiến tôi và mẹ chồng đều đau đớn, nhất là mẹ chồng nhiều lần còn muốn tự tử theo con trai. Do đó tôi phải luôn miệng hứa, dù chồng con đã mất, nhưng con sẽ ở đây phụng dưỡng mẹ cả đời. Nỗi đau mất con trai cũng dần nguôi ngoai khi bà bình tâm trở lại. Bà càng đối tốt với tôi hơn cả trước đây. Cái gì bà cũng tâm sự và chia sẻ rồi bàn bạc với con dâu. Và đặc biệt, sau 100 ngày của con trai, mẹ chồng còn đưa ra lời đề nghị lạnh lùng rằng con trai mẹ đã mất, nhưng mẹ sẽ chưa sang tên nhà cửa và đất cát cho con được. Nếu như con không tái giá, chịu ở lại đây chăm sóc mẹ và hương khói cho tổ tiên ông bà nhà này, thì sau này tất cả tài sản đều là của con, mẹ xin hứa. Nghe lời đề nghị của mẹ chồng, tôi không biết nên làm như thế nào. Biết con dâu khó xử, bà đã tiếp lời. Mẹ chỉ cần con ở lại đây, đến khi nào mẹ mất đi, lúc ấy con muốn làm như thế nào thì làm. Hay là bây giờ con cứ đi trữ trứng trước đi, để sau này vẫn còn có cơ hội được làm mẹ. Nghe theo lời mẹ chồng, tôi cũng đã đi trữ trứng và không dám đi bước nữa suốt 7 năm sau ngày chồng tôi mất. Có rất nhiều người đàn ông muốn đến với tôi, nhưng tôi đều không dám tiếp nhận và đã từ chối tất cả. Nhưng 7 năm rồi, mẹ chồng vẫn chưa có ý định sang tên đất khác cho tôi, mặc dù rất thương con dâu. Bà cứ khư khư giữ đất như vậy, khiến tôi bắt đầu sốt ruột. Thật tâm, tôi không quá màng đến của cải của nhà chồng. Nhưng năm nay, tôi cũng đã 33 tuổi rồi. Tôi lại đã trữ đông trứng suốt 7 năm qua. Tôi sợ trữ đông quá lâu sẽ làm giảm chất lượng trứng và sau này cả đời lại lỡ dở. Chưa kể, mẹ chồng tôi giờ đã già cả, lại hay nghe lời người ngoài khích bác. Chỉ sợ sau này bà lại thay đổi ý định, không cho tôi nữa. Lúc ấy tôi lại không được làm mẹ thì lỡ dở cả cuộc đời.
Dòng tâm sự thứ hai, mua giúp họp cháu, bạn trai nói một câu khiến tôi muốn hủy hôn. Sắp đến ngày cưới rồi mà bạn trai lại nói những lời làm tôi bị tổn thương thật sự. Nếu như tiếp tục lấy nhau, tôi sợ rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ đứt gãy vì sự vô tâm của anh ấy. Hải là bạn trai của tôi. Trong thời gian yêu nhau 2 năm, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần tưởng chừng như đã chia tay. Tôi luôn có cảm giác tính tình của anh ấy rất trẻ con và khá vô tâm. Có lần Hải đến nhà tôi ăn cơm, lúc đó có cả vợ chồng anh trai và chị gái tôi. Sau khi mọi người ăn cơm xong, bố tôi bảo anh ấy ra bàn pha ấm nước chè mời mọi người. Hải có vẻ rất khó chịu, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng làm cho xong. Đến khi uống nước chè thấy đắng quá, bố tôi khuyên lần sau nên cho ít chè. Hải vẫn cố cãi lại, cháu có biết pha đâu mà bác lại sai cháu. Bố tôi nói, không biết thì phải học. Sau đó bố tôi nói một câu, thì Hải lại đáp lại một câu. Cả hai nói qua nói lại và ngày càng căng thẳng hơn. Đến khi anh rể và anh trai tôi vào can ngăn, thì hai người mới dừng đấu khẩu. Nhưng Hải vẫn rất hậm hực. Sau đó anh ấy chào mọi người và ra về. Sau lần ấy, tôi thật sự rất thất vọng về bạn trai. Người gì chẳng biết kính trên nhường dưới và phép tắc gì cả. Tôi giận anh mất 2 tuần. Nhưng chẳng hiểu, sau khi gặp Hải, tôi lại quên hết và dễ dàng tha thứ như vậy. Dù bố tôi không ưa Hải, nhưng mẹ tôi lại ủng hộ chuyện cưới xin của chúng tôi. Vì mẹ tôi bảo, Hải chỉ là không biết cách giao tiếp với người lớn tuổi. Nhưng tính tình cũng rất được, công việc lại ổn định. Tôi mà khéo léo thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ êm xuôi. Mà trong gia đình tôi, tiếng nói của mẹ tôi là chính. Thế nên cuối tháng này sẽ là đám cưới của chúng tôi. Mấy hôm nay, tôi bị bệnh nằm cả ngày không thể ngồi dậy được. Cơm nước hàng ngày đều phải nhờ người bạn bên cạnh phòng mua giúp, hay là tôi sẽ gọi người giao hàng đến. Buổi tối thì có Hải mang cơm hộ cho tôi. Ngày hôm qua, Hải mua đến cho tôi một hộp cháo. Vừa bước đến phòng, anh đã để mạnh hộp cháo xuống bàn và thở dài có vẻ chán ngán. Anh chê tôi chưa chồng con gì mà đã bệnh tật và tháng nào cũng thấy ốm đau. Không đi viện thì cũng nằm giường cả tuần lễ. Bị bệnh không làm ra tiền được, lại tốn thêm tiền chữa trị. Sau này cưới nhau rồi, tiền anh ấy làm ra không biết có đủ để chữa bệnh cho tôi không nữa. Nghe những lời ca thán của bạn trai mà nước mắt tôi ứa ra. Mỗi lần thấy bạn gái buồn và khóc, anh không một lời động viên an ủi mà lặng lẽ bỏ ra về. Và lần này cũng vậy. Sắp cưới nhau rồi mà bạn trai có những lời nói và hành động gây tổn thương cho tôi, khiến tôi rất muốn hủy hôn. Nhưng tôi lại sợ bố mẹ thất vọng, sợ hàng xóm dị nghị. Theo mọi người, tôi nên dừng lại hay nhắm mắt bỏ qua tất cả và tiếp tục chuyện cưới xin đây? Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!